xin chào quý vị khán giả, xin chào các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thước phim rất là hay, rất là hài hước và em xem không rời mắt luôn. Không biết quý vị khán giả các bạn nghĩ như thế nào về những cái thước phim như thế này. Cái thước phim này chỉ dành cho những người họ có đam mê cũng như là những cái sự chuyên nghiệp của họ. Đề nghị mọi người đừng có làm theo nha, bởi vì em xem em rất là vui. Đấy, bởi vì một cái tài năng như thế này phải luyện tập đi luyện tập lại đó, để có được những cái điều như thế này, để mà làm những cái video để gửi gắm đến quý vị khán giả cũng như là các bạn xem. Đấy, thì mọi người có cái comment như thế nào, có cái suy nghĩ như thế nào thì comment phía bên dưới để cho em xem. Đây, bây giờ xin mời mọi người cùng xem những cái thước phim như thế này. Đấy, thì em coi đi coi lại, coi đi coi lại, em thấy nó rất là vui cũng như là rất là hài hước. Đấy, để có được những cái thước phim như thế này thì không biết rằng là các bạn đó họ đã rèn luyện được bao nhiêu lâu, cũng như là họ đã vất vả như thế nào để có được những cái thước phim nó nhỏ như vậy, nhưng mà nó ẩn chứa biết bao nhiêu cái niềm vui cũng như là giải tỏa cái căng thẳng sau những cái giờ làm việc mệt mỏi.